Giáo sư bỏ 30 triệu mua chiếc bát của người ăn mày. 3 năm sau anh đến cảm ơn, nhưng khiến ông tức giận. Ông Bình là một giáo sư nổi tiếng trong trường đại học mỹ thuật. Hằng ngày sau giờ lên lớp, ông có thói quen sưu tầm các loại đồ gốm, tượng điêu khắc gỗ, sách cổ, đồ đồng, trang sức bằng ngọc vân vân. Thực ra những món đồ đó không đáng giá bao nhiêu tiền. Nguyên nhân chủ yếu ông muốn sưu tầm vì khi được chăm chút cho chúng, ông cảm thấy được niềm vui và đam mê. Mỗi một món đồ dường như mang cả một câu chuyện bên trong. Hôm đó, khi từ một cuộc hội thảo về nghiên cứu mỹ thuật ở miền Nam trở về, đang định rảo bước vào nhà, ông Bình thấy dưới gốc cây bàn trước nhà có hai cha con người ăn xin. Đó là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, ngồi cùng một cậu con trai khoảng 8 tuổi. Có một điều đặc biệt làm ông chú ý và cảm thấy có sự khác biệt là trên tay anh ta đang cầm một cuốn sách và dạy cậu con trai của mình học tập. Tay cậu bé còn khoác vào cánh tay của người cha một cách đầy tin cậy. Bỗng nhiên anh ta thì thầm điều gì với thằng bé, làm nó cười to. Nhìn thấy những khoảnh khắc hồn nhiên của hai cha con họ, bỗng nhiên ông Bình thấy sống mũi cay cay, mắt hơi ngấn ngấn lệ. Hình ảnh cha con họ làm ông nhớ lại gia cảnh mấy chục năm trước trong một ngôi làng nhỏ ven núi của mình. Cha ông đã nắm tay dạy ông nắn nót viết những chữ cái đầu tiên của cuộc đời. Không kìm nổi lòng mình, vị giáo sư tiến đến trước mặt người ăn mày và quỳ xuống xoa xoa đầu thằng bé, hỏi người ăn mày: "Cậu tên gì? Cha con anh là người ở đâu?" Người ăn mày đáp: "Dạ cháu tên Nam, ở Nghệ An ạ." Ông Bình tiếp lời: "Đó là một miền quê nghèo khó vất vả." Người ăn mày nhìn ông và nói: "Cũng chính bởi nghèo nên mẹ nó mới bỏ nhà theo trai rồi ông ạ. Năm ngoái con bị bệnh nặng ốm cả tháng nên không tiếp tục làm ruộng nữa, chỉ còn cách mang thằng bé đi lang thang, xin ăn qua ngày." Nghe câu chuyện của cha con họ, ông Bình xúc động thương cảm sâu sắc. Chỉ là một người ăn xin lưu lạc, sống bữa nay, lo bữa mai, cuộc sống không có gì đảm bảo. Nam vẫn dạy con trai tập đọc, vẫn muốn con có cơ hội được học tập thành tài. Nhìn sự hồn nhiên của cậu bé và nhìn cha con họ, ông cảm nhận được hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn đang ẩn chứa trong sự vất vả, khó khăn của họ. Cảm động trước hoàn cảnh của người ăn xin, ông móc ra tờ 100.000 tặng cho thằng bé. Khi chuẩn bị rời đi, ông Bình chú ý tới cái bát đựng tiền lẻ của cha con Nam. Đó là một cái bát bằng gốm, chất đất thô sơ, được làm thủ công đã cũ kỹ, lạc hậu. Ông nhìn chằm chằm vào cái bát hồi lâu mà không rời đi. Nam cũng bị hành động của ông Bình làm tò mò. Chỉ là một cái bát gốm bình thường, cho cũng không ai thèm lấy, sao có thể làm cho một người thành phố cảm thấy ngơ ngẩn đến vậy? Ông Bình cầm cái bát lên xem xét một cách kỹ càng, sau đó nói với người ăn xin: "Cậu bán cho tôi cái bát này được không?" Vừa nghe thấy, Nam lắc đầu nói: "Không, không được đâu ạ." Ông Bình liếc người ăn mày một lần rồi nói: "Ồ, xem ra anh cũng biết giá trị của cái bát này nhỉ. Thế anh ra giá đi, định bán bao nhiêu?" Người ăn mày ngẩn người, đỏ mặt vội vàng nói: "Dạ, ý con không phải vậy đâu ạ. Đây chỉ là một cái bát gốm bình thường. Có cho cũng không ai muốn lấy, sao con có thể bán cho ông chứ ạ? Nếu thật sự ông muốn có nó thì con tặng ông ạ." Ánh mắt ông Bình sáng lên, ông nói: "Nam này, tôi thấy đây đúng là một món đồ cổ có giá trị thật mà. Thế này nhé, tôi đưa cho cậu 30 triệu, cậu bán đi cái bát này cho tôi. Cậu hãy mang số tiền này đi tìm một việc mà làm, rồi còn có tiền để cho con cậu đi học lên nữa. Ý cậu thế nào?" Một buổi chiều mùa thu của 3 năm sau đó, trong phòng khách nhà ông Bình xuất hiện một người đàn ông mặc vest đi giày da sang trọng. Khi đó ông Bình đang cặm cụi viết giấy chuyển khoản quyên góp xây dựng trường học ở một khu vực miền núi và đang chuẩn bị gửi đi. Vừa nhìn, ông Bình nhận ra là Nam, người ăn xin 3 năm về trước. Có một sự khác biệt so với 3 năm trước, đó là thay bằng bộ quần áo rách nát năm xưa là bộ cơm lê bóng loáng và trên tay cậu là một hộp quà đắt tiền. Nam ngồi trong phòng khách nhà ông Bình với dáng vẻ đầy tự tin. Cậu nhìn ông hồi lâu rồi nói: "Hôm nay con muốn đến cảm ơn ông, nhờ có 30 triệu của ông mà con mới có ngày hôm nay." Ông Bình nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi: "Thế à, mấy năm nay cậu đi đâu và làm gì?" Nam ngại ngùng gãi gãi đầu nói nhỏ: "3 năm trước con đã dùng tiền ông đưa hùn vốn làm ăn với bạn, mua lại một lò gốm
để đốt lò gốm. Có một số thứ đồ gốm mang đi bán làm người ta tưởng nhầm là đồ cổ. Chúng con cũng cố gắng làm chúng thành đồ giả cổ và bán. Mấy năm nay nhờ làm ăn bằng cách đó, chúng con cũng kiếm được chút tiền ông ạ. Ông Bình cau mày lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy con trai cậu, thằng bé học lớp mấy rồi?" Người ăn mày trả lời: "Dạ, con cho nó nghỉ học ở nhà phụ giúp con làm ăn rồi ạ." Ông Bình sững sờ. Có nằm mơ, ông cũng không ngờ rằng món tiền ông muốn mang đầu tư cho thằng bé được có cơ hội học hành, rốt cuộc lại mang đến kết cục như thế này. Ông lẳng lặng đi vào phòng ngủ, lấy cái bát năm xưa ông đã mua của người ăn mày ra phòng khách và nói với Nam: "Cậu còn nhớ cái bát này không? Cái bát này tôi đã bảo cậu để lại cho tôi. Kỳ thực nó chỉ là một cái bát gốm thông thường, không đáng một xu." Nam hơi cau mày hỏi: "Nếu năm xưa ông đã biết nó không có giá trị, tại sao ông còn chịu mất oan 30 triệu để mua nó chứ?" Ông Bình thở dài và nói: "Thứ mà năm xưa ta mua không phải là cái bát gốm không đáng một xu này, mà đó chính là thái độ sống, là thái độ sống của cậu với sự nghiệp học của con, khi đó hiểu không?" Người ăn mày có đôi chút khó hiểu lắc đầu. Ông Bình nhắm mắt lại, vẫy tay ra hiệu và nói với Nam: "Thôi ta mệt rồi, cậu về đi. Ta bảo cậu về, sao còn cứ ngồi đó làm gì?" Nam trả lời: "Dạ, con có ngồi đâu ạ, con đang đứng mà." Ông Bình hơi khó chịu nói: "Sao ta cứ cảm thấy cậu đang ngồi đó chưa đứng lên nhỉ?" Người ăn mày ra đến cổng, anh nghe trong nhà có tiếng bát vỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Cho bà cụ ăn xin gói thức ăn, vừa quay đi thấy bà ném nó vào thùng rác, cô gái tức giận. Cô xinh đẹp, năng động, hoạt bát là vậy mà mãi chưa có người yêu. Vấn đề của cô ai cũng thắc mắc. Ban đầu người ta còn đồn đoán có khi cô bị les kia. Cô nghe xong chỉ cười, vấn đề chính là ở cô hiểu điều đó. Ưu điểm của cô và mọi người thừa nhận, còn khuyết điểm của cô chỉ có mình cô biết. Cô là người có tính đa nghi rất lớn, niềm tin của cô đặt vào người khác, kể cả những người thân thiết, trừ bố mẹ cô ra thì chắc chỉ có 50% mà thôi, mà thậm chí còn là ít hơn. Với cô, niềm tin có giá trị lắm, không thể mang nó đi đặt bừa vào tay người khác được. Chuyện gì với cô cũng vậy. Từ công việc cho đến những vấn đề trong cuộc sống riêng tư, mà nhất là chuyện tình cảm. Chính vì thế, cô đã bỏ lỡ trong cuộc đời rất nhiều cơ hội để có được tình cảm chân thành. Cô cũng biết điều đó, nhưng rồi cô tặc lưỡi, không có người này thì sẽ có người khác mà thôi. Cô đâu hiểu rằng, cơ hội không bao giờ đến với ai quá nhiều. Nhưng đáng tiếc, lại không có ai làm cho cô sớm nhận ra được điều ấy, cho đến khi cô gặp bà. Cô đi du lịch cùng nhóm bạn. Trước khi đi, cô đã tìm hiểu rất kỹ về vùng đất mình đến. Cô biết đã có rất nhiều trường hợp khách du lịch bị lừa, nên cô phải cẩn thận hơn mới được. Cô đâu ngờ, chính cái tính đa nghi đó của cô ở vùng đất này đã khiến cô nhận ra một bài học đắt giá. "Cô ơi, làm ơn cho tôi vài đồng." Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có một bà cụ già yếu, gầy gò, đang ngồi bên đường, chìa tay xin tiền cô. Cô đã định lấy ví, nhưng chợt nghĩ đến chuyện. Bây giờ người ăn xin, rất nhiều người lừa đảo, toàn giả đau yếu bệnh tật để lấy lòng thương của người khác. Với cô, những người này thật không xứng đáng để cho. Cô đắn đo một lúc, định quay bước đi thì: "Cô ơi, cả ngày rồi, không ai cho tôi đồng nào cả. Cô làm ơn làm phúc, tôi thật sự rất cần tiền." Bà giơ đôi tay run rẩy về phía cô. Cô nhìn bà, bất giác thấy chạnh lòng. Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện lừa đảo kia, cô lại thấy khó chịu. Bà cần tiền ư? Với bà bây giờ cần tiền cũng chỉ để mua đồ ăn chứ có làm gì ngoài việc đó nữa đâu. Đồ ăn chứ gì, cô có đầy. Khi sáng cô có mua một suất xôi lớn, ăn chưa có hết. Với bà bây giờ thì ăn gì chẳng ngon. Quan tâm làm gì đến chuyện thừa hay không. Làm thế này cô vừa mang tiếng tốt, lại còn tiết kiệm được nữa. Cô mỉm cười rồi lấy gói xôi ra, cô dìa nó về phía bà. "Cháu biếu bà ạ." Cô mỉm cười. Cô tin là bà sẽ vui mừng lắm khi nhận được gói thức ăn của cô. Nhưng bà cảm ơn cô nghĩ mình đã hết nhiệm vụ, nên tiếp tục chuyến du lịch của mình.
Nhưng cô vừa quay đi thì gói xôi của cô lăn lông lóc trước mặt cô. Chuyện gì vậy? Bà ném thức ăn cô cho bà đi hay sao? Thật là bất công quá. Cô bực mình quay lại. Bà thật là quá đáng. Tại sao bà lại ném đồ ăn đi như vậy chứ? Cháu có lòng tốt mà tại sao bà lại? Cô lầu bầu. Cô ạ, lòng tốt của cô bị thiêu mất rồi. Bà ngập ngừng. Cô sững sờ trước câu nói của bà. Bị thiêu ư? Cô chạy lại nhặt gói xôi lên, mặt tối sầm lại. Tại cô chạy nhảy nhiều, xôi còn bị bọc kín. Trời thì nắng nóng, nên đúng là nó có mùi thật rồi. Cô ạ, đồ không dùng được, không ăn được, đừng cho những người như tôi mà tội. Tôi là người ăn xin thật, nhưng không phải thứ gì cũng xin đâu cô ạ. Hoặc nếu cô nghi ngờ tôi giả vờ đói khổ, thì có thể không cho tôi mà. Câu nói của bà nói trúng tim đen của cô. Cô thấy mình thật đáng trách. Cô thấy xấu hổ, nước mắt tự nhiên lăn dài. Đúng là sự đa nghi đã khiến cho cô không có niềm tin vào bà. Nhưng cô không hề biết rằng, trên đời này không phải ai cũng dối trá, lừa lọc hết cả. Cháu xin lỗi bà, tại cháu. Cô thấy cứng họng quá. Cháu gái à, con gái à, con gái sống đa nghi quá sẽ khổ lắm đấy. Hãy mở lòng, mở trái tim cháu mà đón nhận tình yêu thương, đón nhận những rung động của cuộc đời nhé. Tình yêu và sự chân thành sẽ sớm đến với cháu thôi. Cụ bà nắm tay cô mỉm cười. Cô thấy ấm lòng quá. Cô chưa cho đi được gì mà đã được nhận lại nhiều thứ như thế này rồi. Cô cảm ơn bà nhiều lắm, vì bà đã dạy cô một bài học lớn trong cuộc đời, bài học về lòng tin tưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.